Tiếp theo, trong buổi sáng ngày 31 tháng 3, kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 cũng đã tiến hành bầu bổ sung Phó trưởng ban Văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh. Người ứng cử chức danh Phó trưởng ban Văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh là bà Nguyễn Thị Thanh Sơn, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đơn vị huyện Châu Thành. Hiện bà Nguyễn Thị Thanh Sơn là huyện ủy viên, Phó trưởng ban tổ chức huyện ủy Châu Thành. Bà Nguyễn Thị Thanh Sơn sinh ngày 4 tháng 8 năm 1976, quê quán thuộc xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Ngày vào đảng dự bị 27 tháng 3 năm 2001, ngày vào đảng chính thức 27 tháng 3 năm 2002. Trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn là cử nhân xây dựng đảng và chính quyền nhà nước, đồng thời là thạc sĩ chính trị học. Kết quả, bà Nguyễn Thị Thanh Sơn đã trúng cử chức danh Phó trưởng ban Văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh với 47 trên 48 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 97,91%. Trong bài phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chúc mừng và mong rằng Phó trưởng ban Văn hóa xã hội mới sẽ thực hiện tốt vai trò trách nhiệm chuyên trách của mình, đóng góp tích cực vào hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh.